Không có mẹ giàu hay mẹ nghèo, chỉ có mẹ thương con khốn khó. Người đàn bà dẫu không tài sản gì đáng giá, vẫn cho con trai cứng cáp, vẫn cho con gái dịu dàng. Đó là một đoạn thơ viết về mẹ của nhà thơ nhà báo Lê Thiếu Nhân. Người mẹ cho Lê Thiếu Nhân tình yêu thi ca, đang sống tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Còn con trai bà đã lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp đại học, trở thành một nhà thơ, nhà báo được nhiều người biết đến. Xa Phú Yên, xa miền Trung nhọc nhằn mưa nắng, Lê Thiếu Nhân hoài niệm quê bằng những tác phẩm thơ thao thức gió Tuy Hòa. Lát nữa sân ga trả lại gió, chiều chậm cuối năm tôi chậm người, sông đang vắng hay nắng đang trôi. Vừa nghe tin con trở về, mẹ đã mừng như trẻ lại. Cửa ngõ xôn xao, nỗi chờ nỗi đợi. Mảnh sân hồi hộp, khoảng nắng ngây thơ. 18 tuổi con xa nhà, xa phố. Bàn chân khát khao bao dặm đường. Đứa con trai đầu lòng phiêu bạt. Mẹ buồn thương phía vắng căn phòng. Mẹ lại đi chợ, lại nấu cơm, rộn ràng như nhà có khách. Con trở về chật chội lời tha hương. Chỗ mẹ nằm một đêm rằm trăng khuyết. Đối với tôi là Phú Yên mà nó Phú Yên. Một cái nơi đã sinh thành ra tôi, là tôi sống từ nhỏ đến năm 18 tuổi ở mảnh đất này. Thì tôi cảm thấy một điều rằng cái lớn nhất ở Phú Yên nó không phải là những cái giá trị về bề ngoài. Tức là nói về sự giàu sang thì Phú Yên không bằng nhiều địa phương khác trong cả nước. Nhưng cái tình người ở Phú Yên rất lớn. Đặc biệt là cái tình đó không phải là cái tình giữa những cái con người hiền hòa trong đời với nhau, mà cái tình của một cái nơi mà đã sinh trưởng ra mình, đó là điều rất quan trọng. Do đó khi mà viết về Phú Yên thì bao giờ tôi cũng cảm thấy rất là xúc động. Đấy là nơi để mình gửi gắm được những điều mà mình cảm thấy bất an nhất về đời sống. Chẳng hạn như lúc mình thấy ngã lòng, lúc mình cảm thấy rằng mình cần một điểm tựa, thì tôi thường viết về Phú Yên. Chẳng hạn như là khi mà tôi viết gọi là thành phố bước vào gió, thì tôi viết vào Phú Yên rằng về những cuộc sống bình thường của Phú Yên, tức là buổi chợ bày rau quả, cơ may kẻ đói nghèo, sân chùa rơi tiếng mõ, di nguyện người hát hiu. Đó là mảnh đất mà nó vừa an ủi đối với người sống mà vừa che chở cho những người đã khuất. Dọn lòng mình trước khi bước lên xe, bỏ lại mắt người bon chen, bỏ lại dòng người hối hả. Tôi về theo dòng sông, thầm thì hai miền gió miền Trung trong đêm, không thể nhìn ra cột cây số bên đường. Tôi lấy hơi thở của biển để nghe gần hơn ngôi nhà của mẹ. Dông bão kẻ đi xa đã lặng sóng phía khu vườn. Thật là mỗi lần tôi về quê thì đấy là một lần tôi được nạp lại năng lượng cho chính bản thân mình. Dù là gặp lại những điều rất đơn giản thôi, ví dụ một hàng dương ở bãi biển, cái một con phố Nguyễn Công Trứ nó rất cũ kỹ, hoặc là đi ngang qua một cái đồng lúa ở Hòa Quang, Hòa Trị thôi, thì nó giúp cho mình hiểu được rằng mình đã từ nơi này lớn lên. Và nó cũng đặt cho mình lại một câu hỏi nữa là liệu hôm nay hoặc là ngày mai mình có giúp được gì cho những mảnh đời đây không? Đấy là điều quan trọng. Chờ em ngày cũ em đi vắng, tôi về tình biết còn tình không, con sống hồn nhiên
như chưa hề có tuổi. Xà nuôi đến thế mà trẻ trai vô cùng. Một trận cười cơn gió lang bạt, một bờ lâu nghiêng ngả phận mình. Chân qua cầu nhịp nào cũng nhớ một bóng chiều nếu lại một mùa trăng. Đứng chào sông, thầm mừng sông bỏ bền. Dòng suối tôi thấy lời mưa trôi, tạ từ sông, cảm ơn sông trả sông. Chiều sương ấy em thấy buồn hay vui? Với những người xa quê, ngôi nhà của mẹ cha là chốn bình yên nhất, thanh thản nhất. Mỗi khi trở về ngôi nhà trong con hẻm nhỏ ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nhà báo, nhà thơ Lê Thiếu Nhân lại có cảm giác mình vẫn là đứa con chưa xa vòng tay mẹ, lại cất hết những muộn phiền lo toan để cảm nhận xiết bao ngọt ngào, ấm áp của tình thương. Vừa nghe tin con trở về, mẹ đã mừng như trẻ lại. Cửa ngõ xôn xao nỗi chờ nỗi đợi, mảnh săn hồi hộp khoảnh nắng ngày thơ. Ngôi trường này lưu giữ nhiều kỷ niệm trong 3 năm học phổ thông. Cậu học trò lớp văn ngày ấy được thầy ươm mầm thơ bằng phong trào sổ tay văn học, bằng những con điểm 10 mỗi khi có thơ đăng báo. Cũng tại ngôi trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, Lê Thiếu Nhân tập tành làm quen với công việc của một tòa soạn mini khi được thầy cô giao phụ trách nội san của trường. Bao năm trôi qua, ngôi trường chuyên Lương Văn Chánh vẫn rất đổi thân quen. Riêng người thầy cảm hưởng lớn đối với nhà thơ nhà báo Lê Thiếu Nhân thì đã rời bục giảng. Con sông ấy 10 năm yên phận gió, thầy lầm lụi bến vắng chuyến đò sang. Có những giấc mơ con bước chậm lại, một đời thầy phố nhỏ một vòng trăng. Sao biển vẫn xa, sao chiều vẫn sóng, sao nước vẫn trôi bờ bãi bạc ngàn. Con biết lấy gì trả ơn bụi phấn, trả ơn cơn mưa trong mắt thầy buồn. Chúng tôi phát hiện em là một học sinh lớp chuyên văn của trường Lương Văn Chánh ở cái tuổi lớp 10, nhưng em có những cái tác phẩm đã được coi như là bạn bè và kể cả cái giới văn học báo chí lúc bây giờ được đăng lên báo. Bạn bè thì cho rằng Lê Thiếu Nhân có cái trí nhớ thông minh, đọc sách nhiều và biết nhiều ở trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bản thân chúng tôi đã để cho Lê Thiếu Nhân phát triển theo cái chiều hướng tốt những cái mầm non của văn học trong trường và sau này của địa phương. Chúng ta cố gắng để mà hướng dẫn em đi đúng cái hướng, và cái hướng của em thường thường nó có cái phản diện mà theo tôi nghĩ rằng là tương lai nếu được sự dìu dắt hướng dẫn của các bậc đàn anh thì em sẽ có gọi là cái những cái tác phẩm tốt phục vụ cho quê hương đất nước đang phát triển. Tôi ước mong rằng em cố gắng để mà gọi là phát huy được cái tài năng. Trước hết và dễ thấy nhất là thơ Lê Thiếu Nhân không phải là dạng thơ tình vớ vẩn éo lả sướt mướt, chủ yếu ca tụng tình yêu đôi lứa, mà là thơ của Lê Thiếu Nhân là thơ nặng suy tư, chất thế sự rất đậm trong thơ Lê Thiếu Nhân. Bất cứ nhà thơ nào lớp trẻ bây giờ thì cũng muốn là cách tân khai phá. Riêng thơ của Lê Thiếu Nhân tuy là cách tân, nhưng mà cách tân trong chừng mực. Nghĩa là có cách tân nhưng mà không phá vỡ những âm điệu. Do đó thơ Lê Thiếu Nhân không phải là dạng thơ để dễ dãi, để người đọc dễ dãi được, mà đọc phải suy nghĩ, phải suy tư, phải trăn trở cùng tác giả về mọi vấn đề cấp thiết của xã hội. Thành phố bước vào gió, thiêm thiếp dòng sông trôi,
ánh mắt vừa đến ngọ, câu thơ cũng say rồi. Đàn ông đi như nắng, đàn bà đi như trăng, hẹn nhớ niềm tôi vắng, thiếu nữ đã theo chồng. Buổi chợ bày sau quà, cơm may kẻ đói nghèo, sân chùa rơi tiếng mò, thi nguyện người hót hiu. Thành phố nhiều mùa hoa, gió dọc ngang thi sĩ, thành phố ít hàng cây, gió bay vòng nỗi nhớ. Hành trang ngày xa xứ, nội phần Phật quê nhà, gió gợi hồn gợi vía, làm sao gỡ tôi ra. Một góc đường bỗng dưng áo mỏng, mùa gió đưa những nhớ thương về. Đô thị dửng dưng ngàn mắt lá, cũng mật ngọn đèn phía giấc mơ. Có lẽ ước mơ của Lê Thiếu Nhân trong những ngày đầu vào thành phố Hồ Chí Minh học đại học đã thành sự thật. Với 5 tập thơ được xuất bản từ năm 1997 đến nay, gồm Bài ca phía mặt trời, Dốc gió, Phố tình riêng, Trong bóng người xưa và Bản tường trình giấc mơ đi vắng, cây bút sinh năm 1978 này đã có chỗ đứng trên thi đàn. Ngoài ra, anh còn có 2 tập tản văn, Những người lãng mạn giữa đô thị và Người Việt biết đùa. Đặc biệt, với 2 tập thơ in liền kề là Trong bóng người xưa và Bản tường trình giấc mơ đi vắng, trong 3 năm, Lê Thiếu Nhân nhận được 2 tặng thưởng của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Bút lực của Lê Thiếu Nhân thì hơi khó, bởi vì hắn ta lang thang qua nhiều khu vực. Thứ nhất là thơ, thứ hai là phê bình thơ, mà cái phê bình thơ cũng là thành tác giả rồi đấy, có ra sách rồi. Thứ ba là viết báo, trong đó viết báo thì cũng đề cập vấn đề phê bình thơ. Thế còn vân vân nhiều thứ khác nữa. Tỏ ra là anh ta là một người sung mãn, nội lực sung mãn. Lê Thiếu Nhân cũng không hẳn là đi theo phương pháp hiện thực, cũng không hẳn là đi theo phương pháp siêu hình hay một biện pháp nào khác. Nhưng mà xem ra nó cũng có cả. Và cái quan trọng nhất là thơ anh ta sâu sắc, thơ anh ta luôn quan tâm đến cuộc đời này một cách cụ thể. Chứ tôi thấy ở đây mở ngoặc các cái nhà thơ trẻ mà đi theo hậu hiện đại, trong bài thơ nó đọc xong chả hiểu cái gì. Và nhân dân thì càng mù tịt. Còn thơ của Nhân sau một bài ta không nhận được một cái gì đấy, một vấn đề gì đấy. Thậm chí vấn đề ấy rất là cụ thể, nó có quan hệ đến đời sống của gia đình anh ta, của xã hội của anh ta. Cho nên là tôi tin là riêng nói về thơ thì như thơ Lê Thiếu Nhân hiện nay đã có đến 5 tập và cũng được giải thưởng đô 2 tập gì đấy. Nếu mà Lê Thiếu Nhân kiên đi con đường, chỉ đi con đường thơ thôi thì chắc là còn có kết quả hơn nữa. Nhưng hiện nay con đường phê bình thơ cũng là con đường lớn của anh ta. Cái đặc điểm của thơ Lê Thiếu Nhân ấy là tôi thấy hồn nhiên mà sâu lắng. Thí dụ như là thêm một người quả đất sẽ chặt hơn, nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt. Hay là cái đặc điểm nữa của Lê Thiếu Nhân là ngôn ngữ thơ mới mẻ và mà lại không cầu kỳ khó hiểu. Thương lắm trò chơi lò cò ướt mưa, xin cha làm roi quất vào năm tháng. Sợ trái mồng tơi ngủ vùi trong màu tím, con mỗi ngày đem ký ức ra phơi. Một đặc điểm nữa tôi cũng thấy là rất nổi bật là hình ảnh, hình tượng trong Lê Thiếu Nhân thì rất chọn lọc kỹ lưỡng và dung dị. Anh tựa cây chỉ làm cây vàng vọt, sợ lá buồn đành xin tựa vào em. Thì đến bây giờ Lê Thiếu Nhân đã ra được khoảng 3-4 tập thơ nữa rồi, và một số các tập tản văn hay là phê bình thơ
thì tôi thấy Lê Thiếu Nhơn vẫn phát huy cái chất thơ này, và nó sâu sắc hơn và nó có cái tầm khái quát cao hơn. Đối với tôi, giải thưởng nó là một cái phép cộng thôi cho sáng tạo của mình, chứ nó không phải là một cái mục đích để tôi đạt đến. Mục đích của tôi đạt đến trong khi mình cầm bút viết bất cứ một thứ gì, đấy là sự chia sẻ của mọi người. Khi tôi muốn viết thơ hay là viết phê bình thì tôi chỉ muốn nói rằng tôi đang nghĩ như thế về cuộc sống này, tôi đang nghĩ như thế về tác phẩm này, về vấn đề này của xã hội. Và khi tôi viết ra thì tôi muốn tác phẩm đến với tôi, đến với mọi người làm sự chia sẻ. Do đó giải thưởng đối với tôi nó là một sự khích lệ nhiều hơn, đấy là một mục đích để đạt được trong hành trình sáng tạo. Lại nghề làm báo thì lấy đi những cái cảm xúc, cảm tính của thi ca. Tức là thường thì một người sáng tạo thì thường nhìn mọi vật ở góc độ cảm tính, còn người làm báo phải nhìn ở góc độ lý tính. Thì việc làm báo lấy đi cái một ít nhiều cảm xúc về lý cảm tính, nhưng bù lại thì cái công việc làm báo này nó giúp mình nhận diện cuộc sống đa chiều hơn và thậm chí là cụ thể hơn. Nó rất ít cho những người sáng tác. Tôi cho rằng thứ nhất là nó giúp mình có một cái công việc ổn định. Bởi vì nếu mình không có lo được cơm ăn áo mặc thì mình không thể yên tâm sáng tạo được. Thì làm báo nó là một nghề để có thể nuôi sống được bản thân. Và cái thứ hai nữa là nó cho mình, giúp mình thông tin. Để mình tránh, nhất là tránh khi mà mình viết về một vấn đề gì đó của đời sống, thì công việc làm báo giúp cho người sáng tác bớt cực đoan đi. Cái cực đoan này rất nguy hiểm. Mình sẽ nhìn lệch chuẩn đi, nhìn không toàn vẹn giá trị của một con người hay một tập thể hoặc một hiện tượng nào đó. Mình nhìn không hiện tượng. Đấy là cái nó rất nguy hiểm. Khi mình nhìn cực đoan thì cái tác phẩm của mình nó sẽ thiếu sức thuyết phục. Đối với tôi, tôi thấy rằng anh Mậu nói một điều được rất cốt lõi nhất của người làm thơ, đấy là phải có thiên khiếu, phải có được thiên bẩm về thi ca. Cái đấy là cái quan trọng nhất, bởi vì cái sự trải nghiệm những cái nỗi đau ở đời hay là sự rèn luyện về ngôn ngữ không thể nào thay thế được cái chất thơ có trong mỗi người. Cái chất thơ đó vừa là trời, hầu hết là trời ban cho một tí. Sau đó thì người đó phải sống hết lòng với xã hội thì mới tạo nên được chất thơ cho mình. Tôi nghĩ rằng ở đời rất công bằng, trời cho cái này thì sẽ lấy lại cái khác. Tức là những giai đoạn mà tôi viết được nhiều nhất thì đó là giai đoạn mà tôi phải bỏ rất nhiều tâm sức và thậm chí là thời gian để dành cho công việc đó. Mỗi ngày của mỗi người chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Nếu mà mình dùng tất cả cái thời gian đó cho việc sáng tác của mình thì dĩ nhiên là mình sẽ trễ nải nhiều công việc khác. Ví dụ tôi nói công việc đơn giản nhất ở tuổi tôi là công việc làm dầu thôi. Thì không 24 tiếng mà dành cho thơ văn thì sẽ không có thể làm dầu được. Thì có thể là những cái thiệt thòi và trời lấy lại đó là so với mặt bằng kinh tế của nhiều bạn bè đồng trang lứa thì mình ở giai đoạn đó thì mình không bằng được. Không phải ngẫu nhiên mà Lê Thiếu Nhân gắn bó với nghề báo. Có đôi chút kinh nghiệm từ việc cộng tác các báo đài địa phương trong những năm học phổ thông, nên chỉ mấy ngày sau khi đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh nhập học, Lê Thiếu Nhân có một cái tin trên báo Tuổi Trẻ. Suốt 4 năm đại học, Lê Thiếu Nhân viết báo để trang trải chi phí học tập. Và đó chính là vốn liếng quý giá để anh trở thành một cái bút vững vàng sau khi ra trường, với những bài báo vừa sắc sảo vừa hóm hỉnh. Nhà báo này hiện là trưởng ban thư ký tòa soạn tạp chí Kiến Thức Gia Đình, một ấn phẩm của báo Nông Nghiệp Việt Nam. Từ xưa đến nay thì thơ nó không phải là một cái giá trị để có thể làm nên đồng tiền. Từ thời của Lý Bạch, Đỗ Phủ nó đã như thế cho đến hiện nay. Bởi vì thơ nó đánh vào nó là một cái hầu như nó để phục vụ cho những cái tâm tình hoặc là tâm thức của người đời, nó không phục vụ cho bao tử. Do đó là bất cứ cái gì mà nó liên quan tới thơ thì nếu mà quy ra bằng một giá trị thì nó đều thua bất kỳ một lao động nào, kể cả việc thổi bóng bóng bán cho tụi con. Thay vì mỗi ngày thì chẳng hạn như là mình ngủ hết 8 tiếng làm việc ở công sở, 8 tiếng còn lại thì đi nhậu nhẹt hay khoác lác chẳng hạn, thì mình dùng 8 tiếng đó để mình tiếp tục mình đọc sách hay mình lao động thì nó sẽ khác hơn. Tức là thì mình có thêm được một chẳng hạn, nếu mà trong 8 giờ mình dành dụm ra đó, 8 giờ dư đó, mình có thêm được 4 giờ lao động thì mình thành một người lao động 12 tiếng đồng hồ, thì dĩ nhiên nó sẽ khá hơn như người chỉ lao động 8 tiếng. Năm 2011, Lê Thiếu Nhân lần đầu in sách phê bình văn học mang tên Thi ca nết đất. Chưa đầy một tuần sau khi phát hành, Thi ca nết đất được tái bản với số lượng nhiều gấp đôi so với lần in đầu tiên. Từ một nhà thơ, nhà báo,
Lê Thiếu Nhân trở thành thành viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, một địa hạt vốn chỉ dành cho những người tóc bạc, tóc hoa râm, dạng dày kinh nghiệm và trải nghiệm. Lúc ban đầu thì mình cũng hoảng, bởi vì mình thấy mình hoảng không phải vì mình trẻ tuổi đâu, mà mình hoảng là mình sợ là mình không vượt qua được khoảng cách giữa thế hệ. Đấy là điều rất quan trọng, bởi vì chẳng hạn cái Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Hồ Chí Minh, nếu tôi là người trẻ nhất ở tuổi 30 thì cái người trẻ nhì là cũng gần 60 rồi. Thì đấy là cái khoảng cách đấy rất lớn, mà bây giờ trong cái nhịp điệu xã hội hiện nay thì 10 năm đã hình thành một thế hệ rồi, chứ không phải là 20 năm rồi. Thì cái khoảng cách này làm sao vượt qua được, đấy là câu hỏi của tôi trả lời. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thôi thì tôi nhận ra rằng chỉ cần có người ta có một cái cách nhìn chung, cùng nhìn về một hướng, đấy là nhìn về làm sao để văn học nghệ thuật phát triển, thì khoảng cách thế hệ nó không còn là trở ngại nữa. Tập Thi ca nước đất là một trong hai tập sách vào trung khảo giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011, cùng với tập của giáo sư Hoàng Ngọc Kiếm. Thì các đồng nghiệp đánh giá rất cao cái tác phẩm này của tôi. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi cho rằng cái giá trị lớn nhất của nó là nằm ở sự chân thành. Khi tôi viết về những đồng nghiệp của mình, thì tôi với tư cách là một người làm phê bình lý luận phê bình mà có nhiều năm sáng tác, thì tôi chia sẻ được những khó khăn của họ, những trăn trở của họ khi họ ngồi xuống bàn viết. Có thể là cái nhìn của tôi có người đồng ý, có người không đồng ý, nhưng trong tất những gì hiện ra trên bản thảo thì mọi người đều nhận được ra được rằng tôi rất thẳng thắn và rất trung thực trong đánh giá của mình. Tôi không vì sự yêu ghét cá nhân để đề cao người này, hay là vì những hài lòng riêng tư của mình mà đánh giá thấp người đó. Do đó đây là tôi cho rằng cái Thi ca nước đất là một bước đi, một nghĩa ngã rẽ cũng quan trọng đối với cá nhân tôi. Từ một người chỉ biết viết cho mình thôi, thì bây giờ biết viết cho đồng nghiệp của mình. Đây là một điều rất quan trọng. Không biết viết câu gì cho mùa xuân, thơ tôi nhỏ bé trước niềm vui quá lớn. Ngày ngoại tôi thanh thản nhìn cháu con vươn vai phù động, ngày mẹ tôi ra phố mang hoa về nhà, ngày cha tôi bình tâm uống trà và hút thuốc, ngày tôi bỗng nhớ người không còn nhớ tôi, ngày dẫu vơi mâm quả cũng đầy hạnh phúc. Ai cũng ủ trong tim mình thật nhiều nắng, cho bình minh vàng thêm một cánh hoa mai. Giàu hay mẹ nghèo, chỉ có mẹ thương con khốn khó. Người đàn bà dẫu không tài sản gì đáng giá, vẫn cho con trai cứng cáp, vẫn cho con gái dịu dàng. Con đi đường hay vấp ngã, mẹ làm đất cát an ủi dưới chân. Gặp nỗi buồn con ngồi lấm láp, mẹ mở ra vòm trời trong giếng nước mát xanh. Bận rộn với công việc ở tòa soạn tạp chí Kiến thức gia đình, Lê Thiếu Nhân vẫn thao thức với thi ca, với những suy tư xúc cảm mà anh chỉ có thể giải bày trên trang giấy. Và các tác phẩm thơ tiếp tục ra đời, cho thấy bút lực dồi dào và nguồn cảm xúc vô tận của nhà thơ sinh năm 1978 này trước cuộc sống muôn màu muôn vẻ.